Dù người ta không biết nghe tiếng Việt gần nhưng mà người ta cũng có tâm đạo, có tâm đức, người ta ủng hộ cho những người nghèo, phải không? Cho nên mọi người đã người Việt Nam nghe được từ Việt Nam, nghe được nói được cái từ Việt Nam rồi, nó được cái tiếng Việt rồi thì mọi người phải giúp đỡ hơn người ta, phải không? Đó. 20 thôi. Cho nên thì muốn truyền cảm hứng cho mọi người hiểu được cái tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau là tinh thần vậy. Rồi chị em để tiền ở đây nha. Vậy em đi bộ với chị ha. Nhưng mà đáng lẽ cho hai ông này đi bộ nó hay hơn nè. Chị thôi hay à. Hai đứa khiêng đi. Cậu tướng như con dâu gì mà không gìn nổi bao gạo chửi à. Đúng rồi. Nghe. Tướng tàu gáo. Đúng không? Mình giúp cho những người nào có đang cần thiết á. Cái thời gian mình giúp từ người ví dụ mình có mình cứ đem qua liền, có là cứ đem qua liền, không có chờ đợi nhiều. Gì con? Đem ra chưa? Rồi đang đem ra, đợi tí xíu. Con cháu, nhưng mà nó kêu bằng mẹ. Cháu của con của người chị. Con của người chị. Ừ. Con của chị ruột của các Thi đó. Cái gì vậy anh, cái gì à? Rồi đây đem ra. Rồi chị lắp lên trời. Rồi bây giờ chị lấy cái bịch cho người ta chứa đi. Rồi đây chị bỏ thêm vào 1/2, 2/3 nữa. 1 nè, 1, 2, 3. Cái bịch của Hạ rồi. Lấy đi chị cứ lấy đi. Nó làm lâu lắm, không người ta đợi, người ta còn ra ngoài, người ta cho từ thiện mà từ thiện, người ta đợi người lắm. Rồi đây còn mấy phần nữa, 2 phần. Rồi bây giờ của em là vậy, trên đây là 4 phần rồi, 4 phần kịp như thế này, 5 phần là 9 phần. 9 phần bây giờ chị phải làm thêm 6 phần nữa. Đây, 6 phần nữa. Ăn về rồi quảng cáo giùm nghe. Nãy giờ nhiều chuyện ghê, nói chuyện duyên không à. Phải tập dịch hả? Đúng rồi, người ta phải chuyên phần. Là gì? Nó cái gì, nó tiếng Anh tôi không dịch hả? Cho nên ai nói gì nó cũng mới điên chứ, nó năm non bảy muối. Sao không? Thường bữa á. Dạ. Đáng lẽ là bán trộn tại chỗ. Dạ. Trộn tại chỗ. À. Mà dịch nè, trộn tại chỗ khách tụ họ lại đông quá. Cái người ta la. Đúng không? Mấy ông cái mấy anh kia mấy ông già. Dạ. Nghĩa là mỗi giới địch cái đứng lại làm cái năm rồi. Đủ chưa? Bây giờ đủ chị. Đủ chưa? 5 9 hai bịch một phần. Đúng quên. 450, 450. Đây. 4 phần đấy em. Áo không có bò nữa. Chip. Cho gái đẹp. Bò cho gái đẹp. Bò có bóp không? Bóp. Nè ông thích vậy. Rồi cho chế 120. Cái này đựng đựng hai bịch cho được không? Để em mua cho anh ta. Cái gì? Nó dặn nó đúng này. Nó dặn nó 4 lần. Rồi. Để quan nè. Em chúc cho chị công việc của chị thì tiếp tục vẫn là tốt nè. Xong rồi chị có thể làm được nhiều điều chị mong muốn. Vì em thì sẽ cố gắng cũng sẽ giống như chị, cũng sẽ sống tốt để làm được cái gì đó để có thể giúp được cho mọi người. Rồi cảm ơn chị rất là nhiều nha. Lưu ý nha. Mình sống nói là giọng nha. Sống là phải tốt. Tối đấy có đâu năng lượng từ tốt thì mới sống được. Sống là phải tốt. Tốt thì mới sống được. Cảm ơn nghe. Cảm ơn anh Kiều. Dù người ta không
biết nghe tiếng Việt gần, nhưng mà người ta cũng có tâm đạo, có tâm đức, người ta ủng hộ cho những người nghèo, đúng không? Cho nên mọi người đã người Việt Nam nghe được từ Việt Nam, nghe được nói được cái từ Việt Nam rồi, nó được cái tiếng Việt rồi, thì mọi người phải giúp đỡ hơn người ta, đúng không? 20 thôi. Cho nên thì muốn truyền cảm hứng cho mọi người hiểu được cái tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau là cái tinh thần vậy. Rồi chị, em để tiền ở đây nha. Vậy em đi bộ với chị ha. Nhưng mà đáng lẽ cho hai ông này đi bộ nó hay hơn nè. Chị thôi hay à. Hai đứa khiêng đi. Cậu tướng như con dâu gì mà không ginh nổi bao gạo chửi à. Đúng rồi. Nghe. Tướng tàu gáo. Đúng không? Rồi đi. Nói khùng nó điên mấy ông nội trên YouTube chửi tôi à. Đúng không? Cấm ơn. Ủa đâu ạ? À? Ủa đi đâu mà cho xong gạo hai ba giờ lần vậy? Hả? Hai bao này đâu nữa? Ủa bỏ vừa cho hai ba chỗ hả gái? Lận cho hai ba chỗ hả? Dạ đúng rồi chị. Tụi em đứng qua nhà của một cái cô nghệ sĩ nghèo á, cô hình như cô bị mù vậy. Cô bị mù quá. Ê, giờ cô bị chứng thị. Dạ cô không. Không sao đâu mình. Không biết là hình như cũng gần đây không? Gần xịp đây nè. Dạ. Hello mọi người. Say hi với fan của anh đi. Du. Sáng lên. No. Nó sáng lên. Light. Lighter. No. Wow, vô. Go. Khí đầu quá. No. Rất ghê á. Mày muốn đi học tiếng Anh á ơi. Tôi chửi mấy thằng này mới được. Thiệt luôn á. Thôi, bà làm vậy giống như là tôi đi làm từ thiện của tôi lấy tiền lợi má. Không, tụi em món quà này là tụi hai anh của em. Phát từ tấm lòng là kiểu là muốn thấy chị làm từ thiện nên là cũng muốn gửi cái tiền này để mà chị làm từ thiện chứ không phải là cho chị. Lấy cho người ta đi. Dạ không, tại vì á tụi em biết là chị ở đây chị có nhiều, chị biết nhiều hoàn cảnh như là đôi khi là chị biết. Không, tôi không có làm từ thiện đâu, tôi lấy tôi ăn hết à. Chị ăn cũng không sao. Nói chung chị ăn rồi. Nhưng nó nghe nè, thôi. Mình cứ lấy đi thì mình cứ lấy mình cho người khác đi, không thì vì các thi em bây giờ các thi làm từ thiện mà các thi đã lấy tiền lợi giống như là mình đi mình có lợi nhuận riêng của mình rồi, đúng không? Cái này là phần quà riêng của hai anh em muốn gửi không? Không lấy đâu, anh nói tiếng Việt cho chị lấy. Không lấy đâu, tôi không lấy đâu, thiệt không lấy đâu. Bây giờ giữ đi không nhiêu gì trời. Không, nhiều cái trăm đô. Lấy đi. Không nô, no, lấy đi. Không, đó đó thiệt. Đó đó, không con lấy. Nè cho bà đó đi, cho bà đó. Chị ơi chị. Đi nè, nói nghe. Chị. Nói chung là bây giờ là tấm lòng chị. Trời chị không có lấy đâu. Đúng quá. Nói nghe nè, tôi làm từ thiện mấy bà còn đưa quà cho tôi nữa. Dạ, kỳ lắm, tôi nói thiệt, cái này giống như là mấy bà đang mướn tôi làm từ thiện. Không có, tại chị nghĩ vậy tụi em không. Thôi nè, chị trả lời nè. Không được. Chị giữ cho tụi em nha chị, cảm không, ơn bây giờ chị nói nghe nè, em giúp đỡ cho những người khác đây nè, cái bà này cũng làm từ thiện cầm đưa cho bà. Dạ, không, bà không biết đâu. Bà chị cho là mấy em vô cả bà. Vì bà kêu các thi nữa. Nói chung là chị các thi tụi em đã chuẩn bị rồi. Nên là cái này là tụi em muốn gửi lời cảm ơn chị thôi. Chứ chị đừng có nghĩ là cho tiền chị thấy gì. Tại vì chị mong muốn chị giúp đỡ nhiều người khác hơn nữa thôi. Chứ không phải là gì trơn á. Cái này tấm lòng của hai anh của em thì chị cứ nhận đi. Tấm lòng của hai anh em á chị nhận em. Tắt nè. Biết không, tôi làm cho tôi có cái phước nguyên vẹn, tôi giúp đỡ cho tôi nguyên vẹn. Còn cái tiền mà tôi cũng cần lắm. Follow us. Thank you.
ra đi.